Phan Bình Huyền, nữ chính của Thương Ngày Nắng Về vừa chia sẻ hình ảnh đi làm buổi sáng. Đáng chú ý, bối cảnh làm việc của nữ diễn viên là một quán bar. Minh Huyền viết caption, sáng ra đã phải đi bar. Điều gây chú ý nhất là thời trang của Phan Minh Huyền ở bối cảnh này. Cô đội mái tóc giả uốn xoăn bồng bềnh, nhuộm màu thời thượng, đội mũ beret chẳng những vậy còn mang cả mặt nạ giống như tham gia vũ hội. Thế nhưng nữ diễn viên lại diện trang phục hào hào nữ sinh với áo crop top trắng và chân váy ngắn xếp ly. Nữ diễn viên up clip đang quẩy tưng bừng cùng ekip ở quán bar, khiến fan tò mò không biết đây là dự án gì hay chính là tạo hình của Vân Trang Thương Ngày Nắng Về trong một phân cảnh nào đó. Trong loạt hình ảnh hậu trường mới rò rỉ của Thương Ngày Nắng Về phần 2, dàn diễn viên phải ghi hình đêm muộn. Nữ chính Phan Minh Huyền chia sẻ hình ảnh cô ở cùng nam diễn viên Đình Tú. Cả hai trong tạo hình cặp đôi trang duy của Thương Ngày Nắng Về. Nếu như Đình Tú bảnh bao, trí thức với cặp kính quen thuộc thì Phan Minh Huyền lại sang chảnh hết phần thiên hạ với trang phục chất liệu tuyết đi kèm với trang sức ngọc trai. Trước đó, Minh Huyền từng tâm sự rằng cô chăm chút rất tỉ mỉ, đầu tư trang phục cho phần 2 cực kỳ chỉnh chu. Nhìn hình ảnh hậu trường đã thấy nữ diễn viên nói không ngoa. Mời các bạn đón xem Thương Ngày Nắng Về phần 2 lên sóng VTV3 từ ngày 4 tháng 4 tới. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.